Đại đa số người Việt sang Mỹ định cư sau 1975 đều liên quan đến cuộc chiến tranh 1954-1975. Rất nhiều người từng theo Mỹ để chống lại độc lập, thống nhất tổ quốc Việt Nam. Khi kết thúc chiến tranh, họ không đủ can đảm đối diện với sự thật, không tự tin ở lại Việt Nam vì sợ bị nhục nhã, bị thinh rẻ. Do vậy chỉ còn cách tìm đến Mỹ, bảo bối của những con người chống lại lợi ích dân tộc và là kẻ thù xâm lược đất nước Việt Nam. Về quan hệ Việt Mỹ, Việt Nam chủ trương cùng Hoa Kỳ xây dựng quan hệ hợp tác trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đây là chủ trương nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước, phù hợp với tinh thần hòa hiếu và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 và xác lập quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2013. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hợp tác Việt Nam Mỹ không chỉ giới hạn trong các vấn đề song phương mà đang mở rộng sang các vấn đề khu vực và toàn cầu. Thế này phù hợp với chủ trương của Việt Nam về tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phù hợp với lợi ích và phát triển của quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công xây dựng và vun đắp, mặc dù có giai đoạn bi thương. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hai nước còn có bất đồng và nhận thức khác nhau đối với vấn đề trên biển, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông hãy đọc để suy ngẫm nhé những kẻ xuyên tạc nói quàng viết cắn càng nói càng lộ rõ âm mưu phản động thủ đoạn đề hèn đã kém não đừng nên nói nhiều tốt nhất là hãy nghe và nhìn vào sự phát triển của đất nước việt nam để tự biết nhục về những hành động dạy dột chống phá đất nước việt nam biết nhục khi trở thành kẻ có tội với dân tộc